Adenovirus có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau trên cơ thể như đường hô hấp, đường tiêu hóa gây ra bệnh tiêu chảy cấp, mắt, tiết niệu và ở gan. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em trên nhiều quốc gia, được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Việc phát hiện sớm virus adeno sẽ giúp chẩn đoán và định hướng điều trị, kiểm soát nguy cơ các bệnh truyền nhiễm do virus này gây ra. Phát hiện sớm virus adeno, rotavirus bằng cách thực hiện xét nghiệm test nhanh mẫu bệnh phẩm phân và real-time PCR mẫu bệnh phẩm dịch tị hầu. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ và biết cách lấy mẫu xét nghiệm phân, mời quý khách hàng theo dõi nội dung hướng dẫn sau đây. Bước 1. Cho trẻ đi vệ sinh ra bô, đối với trẻ biết vệ sinh qua bô. Cho trẻ đi vệ sinh qua bỉm, đối với trẻ nhỏ hơn, chưa biết đi vệ sinh qua bô. Bước 2. Lấy mẫu vào một lọ nhỏ sạch và khô với số lượng 2-3 thìa nhỏ. Nên lấy những chỗ có màu sắc bất thường hoặc nghi ngờ nhất. Bước 3. Gói kín, đóng chặt nắp, để trong môi trường lạnh nhiệt độ 2-8 độ C. Lưu ý, mẫu đảm bảo không dính nước tiểu, nước lã, thời gian bảo quản mẫu tối đa từ 4-6 tiếng. Mẫu lấy từ bỉm phải lấy ngay, không lấy phần sát mặt bỉm, tã, quần hay bề mặt giấy. Nếu là phân lỏng lấy với lượng từ 1-5ml. Người lấy mẫu là bố, mẹ nên sử dụng găng tay, rửa sạch tay bằng xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh ngay sau khi lấy mẫu. Bước 4. Quý khách liên hệ đặt lịch lấy mẫu qua các hình thức sau. 1. Tổng đài Medlatech 1900-565656 phục vụ 24/7. 2. Website medlatech.vn. 3. Fanpage Bệnh viện Đa khoa Medlatech. 4. App MedOn. Hệ thống y tế Medlatech triển khai dịch vụ xét nghiệm adenovirus bằng các phương pháp test nhanh mẫu phân giá trị 239.000 đồng. Thời gian trả kết quả 60 phút kể từ khi nhận mẫu, áp dụng tại hệ thống bệnh viện, phòng khám và dịch vụ lấy mẫu tại nhà tại khu vực Hà Nội. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.